này là cái này, thằng này là cái này, thằng thì thằng giữa là đực. Đây là lòi. Tâm con thì gọi là siêu khỏe luôn. Ừ. Ôi giời, chuồn luôn. Ok. Con bú no no rồi là mẹ chuồn luôn. Ba con chó con của Sẹo với này lòi đây. Hôm nay nó đã to này rồi đây. Mẹ tốt sữa. Cái. Gì đẹp buồn. Ô, mẹ nó tốt bày sữa. Bày thì đít y như bún anh. Khả năng là anh có cái rẻ nào anh ra anh giải ra đây cho nó nằm. Thôi lắm mồm. Đây là con cái. Ui trời nó nặng. Thôi được rồi. Ồn nào quá. Bế lên thì yên. Đây anh giải ra đây. Ghê gớm. Đấy. Giải cái miếng vải ra ở bên dưới nó không có gió lùa ở dưới bụng cái là nằm yên ngay. Rồi, sợ quá. Đại ca. Cái là sao đại ca thế? Cái mà to kinh người. Thằng này là cái này. Thằng này là cái này. Thằng thì thằng giữa là đực. Gớm quá. Để cho lùi lại một tí nhá. Cho mấy con chó con ra phơi nắng. Một con núp. Hầm hè ghê chưa? Ừ. Sợi. Quay ở cái chỗ mà nó không có nắng thì nó lại bị tối quá mà nắng này thì nó lại bị vàng quá. Bọn này là như cái con đàn trước kia của con Sẹo là lông màu như này là sau là da màu vàng đấy. Da vàng hết. Vàng. Hai con này cũng vàng được á? Vàng. Ừ, vàng hết. Bởi vì nhìn phải nhìn cái giải giải màu dậy đây này, nó có giải màu vàng đây này. Bọn con này sẽ màu vàng nhạt. Tức là đây nó là cái lớp lông đệm của nó. Cái màu này nó là sau là nó là cái màu lông đệm ở bên trong chân lông. Lông đệm thì nó màu xám với này màu hơi phớt đen. Đấy như này là vàng đấy, như này là da vàng. Ê con nhà bà gớm. Đít của nó y như là bùn anh. Con này là tịt đây này. Tịt tự nhiên này. À. Tịt tự nhiên. Ừ, yên này. Con này là cái chứ. Đại ca ghê. Ừ. Con này răng sẽ tốt. Ừ. Hai thằng cái đây nhá. Thằng cái vàng này nữa. Rồi, đây bé này đây xem ngó tí xem nào. Rồi, lấy được vào cái bóng của tao thì nó rõ hơn nhiều lắm. Rồi. Đuôi đít này. Ừ, yên. Đó. Ừ, xem nào. Tao lại mặt nó lại ngắn thế này. Thằng này răng cũng hàm cũng tốt này. Bây giờ là soi hàm thôi.
ok. Ừ, mắt hí hí rồi đây. Sao mấy ngày mà mắt đã được hí hí rồi. Ok, nằm sang đây. Nằm lẫn chung ba thằng với nhau. Ừ. Còn thằng này nữa. Đây, mông đây. Đó. Tịt cả. À, tịt, tịt ngóm luôn. Rồi, tụt cái lưỡi vào. Được, đều tốt cả. Xem cái lưỡi ra nào. Cái miệng xem lưỡi nào. Rồi, quên mất vừa không nhìn lưỡi của hai thằng kia. Rồi nằm xuống đây. Nhìn lại cái lưỡi của chúng nó xem nào. Đấy, chữa xung dưới. Là lưỡi ra. Con này nó chăm con khéo. Chăm con rất khéo. Chỉ tội bắn nhắn. Hai thằng phớt đen này là cái mặt dưới của lưỡi là đen, khả năng hai thằng này lớn lên là sẽ lưỡi là sẽ theo gọi là lưỡi thép đấy. Lưỡi đen. Bú luôn ở đây nhá. Bú luôn ở đây còn sao được. Ôi giời ơi. Thôi được, chị em làm trước đi. Cho bú vào đây cũng được. Rồi, làm trước đây. Xích. Giờ lại cho xích ra một tí. Có mẹ nữa thì cho xích ra một tí. Rồi, làm đấy. Cho con nó đi. Rồi. Nhằm. Lòi. Ok, được rồi, nằm đấy. Úi xà. Con này nó lại kêu gào kêu khóc bây giờ. Rồi nằm đấy cho con nó ti nhá. Nằm đấy cho con nó ti. Chăm con giỏi quá. Con béo tốt như gì. Đây này có cái vết sứt gì ở ti này. Cái gì đây? Sứt hay con ve? Để xem có phải không. Kiểu ấy nhìn. Nó làm vết sứt ra. Không phải là con ve cọ vào cái gì đấy. Sứt đóng vảy. Con này kiểu bắn nhá bắn nhắn. Gọc con nào nó chả bắn nhắn. Cọc của nó là phải là rú động luôn. Ra đây nào cho đủ bộ. Ra đây. Ra hẳn đây đứng chung vào đây. Ờ,